Cơ khách gửi đã xả xong câu lạc bộ nên thay phíp sần thủy tinh để trợ lực nhé, không bấm lơ, không lo bể nước phíp. Hỗ trợ tân trang cho trút lại cơ gãy bia. Dịch vụ sửa chữa gãy bia, ngoài vấn đề thay đầu cơ bia giá rẻ ra thì bia Thành Tâm Quảng Ngãi còn hỗ trợ cho trút lại cơ gãy cho khách hàng. Cơ gãy bia của bạn sau khi sử dụng dịch vụ thay đầu cơ bia sẽ như mới đến 99%.